này. Bé nhấc trên ghế liên tục trong vòng 2 phút, mọi người theo dõi nhanh lên nào. Em á, em chả biết nữa. Anh yêu thích là được. Chả... vừa không á, vừa hay không anh phải đo. Anh nói chung là thử mới biết được. Mấy người rồi là gì ạ? Anh nhấn vào app của em là anh thấy theo dõi nhá. Chịt chị về em sữa dưỡng thể nó thơm dã man luôn ấy. À, thơm quá à. Thơm cái này mà không anh nào chơi tiếc hả? Đã thơm lại còn trắng, ngày nào cũng bôi kem dưỡng thơm nước mũi như này. Cơ thể thì thơm, người thì trắng, mịn màng, hàng thì đẹp, không chơi phí. Thơm nhá. Mùi này em mê đã man luôn ý. Cái mùi này thề luôn, thơm ơi là thơm luôn. Bên em hoàn toàn là đi ngoài nha Nguyễn Hảo ơi. Các anh yêu nào vẫn chưa nhắn tin thì chủ động nhắn qua té lè cho em nhá. A còng thỏ baby 98k, tài khoản của em là thỏ baby 9 chủ ạ. Bên em có nhiều bé nhá, bên em có nhiều bé. Thế nên là anh yêu nào mà không biết là chọn bé nào hay là chọn bé ra sao thì các anh chủ động cứ nhắn trực tiếp qua té lè cho em là được. À, mỗi anh một gu đúng không? Mỗi anh một gu làm sao mà anh nào cũng là gu em được không? Anh nào cũng gu em thì em phục vụ làm sao mà hết. Các anh chủ động nhắn tin để biết thêm.